Chương 20 Cái hôn của giám ngục Harry chưa từng nhập bọn với một đoàn người nào lạ lùng như vậy. Roxanne dẫn đường xuống cầu thang, thầy Lupin, Pesty Rill và Ron đi theo sau. Trông như vận động viên đang thi đấu trong một cuộc đua sáu chân. Kế đến là giáo sư Snape, trôi lờ lững trong kinh dị rợn tóc gáy ngón chân chạm vào cầu thang khi đoàn người đi xuống. Ông được chính cây đũa phép của mình bây giờ trong tay của Black nâng đỡ. Harry và Hermione đi sau cùng. Chui trở lại con đường hầm hơi khó đi. thầy Lupin, Pettigrew và Ron phải xoay ngang mới đi lọt. thầy Lupin vẫn kiểm soát Pettigrew bằng cây đũa phép của thầy. Harry có thể nhìn thấy họ lách mình một cách chật vật dọc theo đường hầm theo hàng một Roxanne vẫn đi dẫn đầu đường Harry bước ngay sau Sirius Black chú ấy vẫn điều khiển thân thể thầy Snape trôi lên bền trong không khí cái đầu gục gặt cứ liên tục cũng bước trần tháp Harry có cảm tưởng là chú Sirius không hề thử làm điều gì để cho thầy Snape khỏi bị đụng đầu khi họ bắt đầu di chuyển chậm chạp dọc theo đường hầm chú Sirius đột ngột nói với Harry cháu có biết giao nộp petit free có nghĩa là gì không harry đáp nghĩa là chú được tự do sirius nói phải nhưng mà chú cũng là chú không biết có ai từng nói với con chưa chú là cha đỡ đầu của con harry nói dạ con biết chuyện đó ạ à. chú sirius nói một cách khó khăn ờ uh. Ba má của con ủy thác cho chú làm người giám hộ con Nếu chẳng may xảy ra điều gì cho họ Harry chờ đợi Không biết chú Sirius có định nói cái điều Mà nó nghĩ là chú muốn nói không Chú Sirius nói Dĩ nhiên là chú sẽ thông cảm thôi Nếu con muốn tiếp tục ở lại với dì dưỡng của con Nhưng uh, Thử nghĩ xem Một khi danh dự của chú được phục hồi nếu con muốn muốn có một gia đình khác. Một kiểu bùng nổ gì đó vừa xảy ra sau tuốt trong lòng Harry. Nó thốt lên. Cái gì? Sống với chú hả? Ra khỏi gia đình Dursley hả? Đầu nó ngẫu nhiên cùng cái cắt vào một cục đá nào đó lồi ra trên trần đường hầm. Chú Sirius vội nói. Dĩ nhiên, chú nghĩ chắc là con không muốn đâu. Chú thông cảm, chẳng qua chú nghĩ là chú... Chú không có điên đó chứ?" Giọng của Harry cũng gần giống giọng ồm ồm của chú Sirius. "Dĩ nhiên là con muốn ra khỏi nhà Dursley rồi, chú có một cái nhà không? Chừng nào con được dọn về nhà chú?" Chú Sirius lập tức quay hẳn lại để nhìn vào mặt Harry. Đầu thầy Snape cả vào trần hầm, nhưng chú Sirius có vẻ không thèm bận tâm đến chuyện ấy. Chú nói, "Con muốn hả? Con thiệt tình muốn chứ?" Harry nói con muốn thiệt mà Gương mặt hốc hác của chú Sirius Nở bừng một nụ cười thật sự Mà Harry nhìn thấy lần đầu tiên Nụ cười đó làm cho gương mặt chú Sirius khác hẳn Và sự khác nhau đó thật đáng ngạc nhiên Như thể một người trẻ hơn 10 tuổi Đang cười rạng rỡ dưới cái mặt nạ chết đói Trong giây phút đó Harry nhận ra Chú đúng là người đàn ông phù rễ Đã tươi cười trong đám cưới của bà má nó Hai chú cháu không nói thêm điều gì nữa cho tới khi họ đến được cuối đường hầm. Roxen phóng lên khỏi miệng đường hầm trước. Hẳn là nó đã ấn cái máu trên thân cây liễu roi bởi vì thầy Lupin, Pityfrew và Ron trèo lên mặt đất mà không nghe có tiếng cành cây nào quật đập túi bụi. Chú Sirius đưa thầy Snape chui qua khỏi miệng hang rồi đứng qua một bên để cho Harry và Hermione đi lên trước. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã ra khỏi đường hầm. Sân trường bây giờ rất tối, ánh sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ các cửa sổ của tòa lâu đài. Mọi người bước đi không nói một lời nào, Betty Friel vẫn còn thở khò khè và thỉnh thoảng khóc thúc thích. Đầu óc Harry thì đang ong ong, nó sắp được ra khỏi nhà Dursley. Nó sẽ về sống với chú Sirius Black, bạn thân nhất của ba nó. Nó cảm thấy đê mê ngây ngất Chà, chuyện gì sẽ xảy ra Khi nó nói với gia đình Dursley Là nó sẽ về sống với tên tù đào tẩu Mà họ đã nhìn thấy trên truyền hình Ở đằng trước thầy Lupin Đang cảnh cáo Betty Friel Chỉ cần một cử động quấy thôi để nhé Peter Cây đũa phép của thầy vẫn dơ ngang Chỉ thẳng vào ngực của Betty Họ lặng lẽ lê bước qua sân trường Ánh sáng từ tòa lâu đài dần dần sáng hơn, tỏa rộng hơn. Thầy Snape vẫn còn trôi lều bèo một cách kỳ quái phía trước chú Sirius. Cầm của thầy bây giờ cứ tương tương lên ngực thầy. Nhưng bỗng nhiên, một án mây bay đi, những cái bóng mờ mờ của mọi người chợt hiện ra trên mặt đất. Cả đoàn người tắm trong ánh trăng. Thầy Snape đâm sầm vào thầy Lupin, Betty Friel và Ron. Ron đã dừng lại hết sức đột ngột. Chú Sirius đứng chết chân chú phun ngang cánh tay để chận harry và hermione harry có thể nhìn thấy hình bóng của thầy lupin thầy đã cứng đơ cả người ra rồi tay chân bắt đầu run lẩy bẩy hermione há hốc miệng kêu lên ôi cha mẹ ơi thầy chưa uống thuốc tối nay thầy nguy hiểm lắm sirius thì thầm chạy đi chạy mau đi chạy ngay nhưng harry không thể nào chạy Ron đã bị xích chung với Peterfriul và thầy Lupin. Nó vọt tới trước, nhưng chú Sirius đã chụp ngang ngực nó và quăng nó trở lại phía sau. Hãy để đó cho chú, con chạy đi. Một tiếng gầm gừ dễ sợ nổi lên. Đầu của thầy Lupin dài ra, thân hình của thầy cũng vậy. Vai thầy khom lại cong vòng, lông mọc ra tua tủa trên khắp mặt mũi, tay chân và những ngón tay ngón chân thì cong lại thành móng vuốt nhọn sắc lòng của con róc lại dựng đứng lên và nó lùi lại. Lúc người sói quay đầu lại, há quay hàm táp táp, thì chú Sirius vừa đứng bên cạnh Harry bỗng biến mất. Chú đã biến hình, một con chó khổng lồ tầm cỡ con gấu phóng vọt tới trước. Khi người sói vặn mạnh một chân để thoát khỏi cái vòng trói buộc nó, con chó đã kịp kềm chặt lấy cổ nó và lôi nó lùi lại, tránh xa khỏi Ron và Petey Cả hai con vật ghì chặt nhau Hàm khóa hàm Vuốt cào vuốt Harry đứng chết trân trước cảnh tượng lạ lùng Quá chăm chú theo dõi trận đấu giữa con chó và người sói đến nỗi Không còn để ý đến chuyện gì khác Chính tiếc thế của Hermione đã báo động cho Harry Pityfield chúi tới trước Chụp lấy cây đùa phép thần Lupin đánh rơi Ron thì ngã ụt xuống đất Vì chơi với trên cái chân bị băng bó Một tiếng nổ ầm vang lên Một tia chớp sáng chói lòa và don nằm bất động trên mặt đất. Một tiếng nổ khác, lần này thì con Roxanne bay vèo lên không trung rồi rớt bịch xuống đất nằm một đống. Harry chỉ cây đũa phép của nó vào Pettifrew, thét lên. Abacilla mus, cây đũa phép của thầy Lupin bay vọt lên trời, hút tầm mắt, Harry chạy tới, la to, đứng yên tại chỗ. Nhưng đã quá trễ rồi, Pettifrew đã biến hình, Harry chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi trụi lũi của con chuột chạy phục qua cái còng trên cánh tay Ron đang duỗi ra sóng xoài và Harry nghe tiếng chuột chạy sột soạt, soạt trong bãi cỏ, một tiếng hú và một tiếng gừ bất bình bùng lên. Harry quay lại thấy người sói đã thoát được con chó, bắt đầu chạy thật nhanh vào khu rừng cấm. Harry thét: "Chú Sirius ơi, hắn trốn rồi, Beediful đã biến hình trốn rồi." Chú Sirius đang bị chảy máu mấy vết thương cào cấu ngang mõm và lưng. Nhưng nghe tiếng thét của Harry Chú lại lồm còm bò chạy Và ngay thức thì Tiếng chân chú phóng chạy băng băng qua sân trường Chìm dần vào yên lặng Harry và Hermione nhào tới bên Ron Hermione thì thầm Hắn đã làm gì Ron vậy Mắt Ron chỉ còn nhắm hờ Miệng hé mở Mọi người còn nghe được tiếng thở của Ron Nên chắc chắn là nó còn sống Nhưng nó không có vẻ gì nhận ra được hai người bạn Harry tuyệt vọng nhìn quanh mình cũng không biết nữa. Cả chú Sirius và thầy Rubin đều đã đi rồi, tụi nó không còn ai đi cùng ngoại trừ thầy Snape vẫn còn bất tỉnh và đang lơ lửng giữa trời. Harry hất mớ tóc khỏi vần trán, cố gắng suy nghĩ thẳng vào sự việc. Tụi mình nên đưa họ về tòa lâu đài và trình báo sự việc này cho người nào đó biết. Đi thôi. Nhưng đúng lúc đó, hai đứa nghe một tiếng kêu ẳng ẳng một tiếng rên đau đớn của một con chó vọng lại từ trong đêm tối. Harry trừng mắt nhìn vào bóng đêm lẩm bẩm. Chú Sirius, nó lưỡng lự trong phút chốc, lúc này nó không thể làm gì cho Ron cả, trong khi chú Sirius thì đang gặp nạn. Harry bắt đầu phóng chạy, Hermione chạy ngay sau lưng, tiếng kêu ẳng ngẳn dường như xuất phát từ phía gần bờ hồ. Hai đứa vắt chân lên cổ mà chạy về hướng đó, và Harry trong lúc cắm đầu chạy cảm thấy lạnh buốt mà không nhận ra cơn gió buốt đó có nghĩa là gì. Tiếng kêu ẳng ẳng đột ngột tắt nghẹn. Khi chạy tới bờ hồ thì tụi nó hiểu ra tại sao. Chú Sirius đã biến trở lại thành người. Chú đang thu mình lại để tránh đòn. Hai bàn tay giơ lên che lên đầu. Chú rên rỉ. Đừng, đừng, làm ơn. Và rồi Harry nhìn thấy họ, bọn giám ngục Azkaban. Ít nhất cũng có đến hàng trăm tên tụ tập thành một đám đông đen kịp bên bờ hồ và đang lướt về phía tụi nó. Harry xoay vòng mòng, một cơn bút lạnh như băng giá thấm sâu vào nội tạng của nó. Sương bắt đầu làm mờ mịt tầm nhìn của nó, càng lúc càng có nhiều giám ngục Apkaban hiện ra từ bóng tối ở cả hai phía, bọn chúng đang siết chặt vòng vây. Harry giơ cây đũa phép lên thét, Hermione ơi, nghĩ ra cái gì thiệt vui đi. Nó chớp mắt liên tục, cố để nhìn rõ hơn, nó lúc lắc cái đầu để xua đi những tiếng kêu khóc yếu ớt đang bắt đầu trỗi lên trong đầu. Mình sắp được về sống với ba đỡ đầu của mình. Mình sẽ ra khỏi nhà Dursley. Harry buộc mình nghĩ đến chú Sirius và chỉ nghĩ đến chú Sirius mà thôi. Rồi nó bắt đầu hô to. Aspector, Patronum, Aspector, Patronum. Chú Sirius rùng mình lan ngửa ra và nằm bất động trên mặt đất, xanh lè như đã chết rồi. Chú ấy không sao Mình sẽ về sống với chú ấy Asbestor Patronium Hermione giúp mình với Asbestor Patronium Hermione thì thầm Asbestor 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 Nhưng cô bé không thể làm được phép trừ tà này Bọn giám ngục Azkaban Đang tiến sát tới rồi Chỉ còn cách tụi nó chừng ba thước nữa mà thôi Bọn chúng biến hình cả một bức tường vững chắc quanh Harry và Hermione mỗi một lúc lại đến sát hơn. Harry thét lên, cố gắng ác tiếng kêu khóc trong tai nó. Aspetra Patronum, Aspetra Patronum. Một cuộn khói mỏng màu bạc thoát ra từ đầu đũa phép của Harry và lơ lửng như sương mù trước mặt nó. Cùng lúc đó, Harry cảm thấy Hermione sụm xuống bên cạnh. Bây giờ chỉ còn một mình, hoàn toàn cô độc. Aspetra, as Patronum. Harry cảm thấy đến được đầu gối nó sụm xuống chạm vào cỏ lạnh sương mù như mây che phủ làm mờ cả mắt bằng một cố gắng khổng lồ Harry phụng lên đấu tranh để nhớ rằng chú Sirius vô tội vô tội chú cháu mình sẽ ổn cả thôi cháu sẽ về ở với chú Harry hỗn hển la lên Aspector Patronum bằng ánh sáng mong manh của vị thần hộ mệnh chưa đầy đủ hình phóc Harry nhìn thấy một tên giám ngục Azkaban chần bước, dừng lại ngay sát bên nó. Tên giám ngục đó không thể nào bước qua lớp mây bạc bao bọc Harry mà nó vừa tạo ra. Một bàn tay chết chóc nhè nhụa thò ra từ dưới lớp áo khoác. Bàn tay đó là một động tác như gạt vị thần hồ mệnh ra một bên. Harry hỗn hển kêu. Đừng! Đừng! Chú ấy vô tội! Asbestor! Asbestor Patronum! Nó có thể nhận thấy bọn giám ngục Abkaban trừng trừng ngó nó Nghe cả tiếng thở phì phì Như làn gió đông thổi xung quanh Tên giám ngục đứng gần Harry nhất Dường như đang đánh giá Harry Rồi hắn dơ cả hai bàn tay Thối rửa lên Kéo cái nón trùm đầu của hắn xuống Người đáng lẽ là đôi mắt Thì chỉ có lớp da sức sẹo Màu xám, mỏng dính Bịch kính hai hô mắt trống rỗng Một cách vô hồn Nhưng trên gương mặt đó là một cái miệng một cái lỗ há hốc không ra hình dạng gì hết đang hút không khí gây ra âm thanh nghe như tiếng hớp hơi của kẻ đang hấp hối một cơn kinh hoảng điếng người xâm chiếm toàn thân harry đến nỗi nó không thể nói năng hay nhúc nhích gì được nữa vì thần hồ mệnh của nó lung linh bập bùng rồi chết ngắt màn xương trắng làm harry mù mịt không thấy gì cả nó phải chiến đấu Asbestor Patronum Nó không nhìn thấy gì nữa Và nó nghe tiếng gào khóc quen thuộc vẳng lặng từ xa xăm Asbestor Patronum Nó mò mẫm tìm chú Sirius trong màn sương mù Rồi tìm được cánh tay của chú Hình như họ không định bắt chú ấy Nhưng một đôi tay nhốt nháp cứng khỏe Đã siết vòng quanh cổ Harry Buộc nó phải ngẩng đầu lên Nó có thể cảm nhận được hơi thở của tên giám ngục Hắn sắp thanh toán Harry trước nhất Harry ngửi thấy hơi thở thối rữa của hắn. Tiếng gào khóc của má Harry vang vang trong đầu. Tiếng khóc của má sẽ là điều cuối cùng mà Harry còn nghe được. Và rồi, xuyên qua làn sương mù đang nhấn chìm nó, Harry cảm thấy như nhìn thấy một tia sáng màu bạc. Càng lúc càng sáng hơn, nó cảm thấy nó rơi tỏm xuống cỏ, nằm sấp, mặt úp xuống đất. Harry yếu đến nỗi không nhúc nhích được, buồn nôn và rung lập cập nhưng nó cố mở mắt ra ánh sáng chói lòa đang mờ dần trên lớp cỏ quanh nó tiếng kêu khóc của má nó đã ngừng bặt cái lạnh thấu xương đã tan biến rồi có cái gì đó đã xui đuổi bọn giám ngục Abkaban đi khỏi cái đó vẫn còn đang lượn vòng quanh nó Hermione và chú Sirius tiếng hút không khí và tiếng thở phì phì của bọn giám ngục Abkaban đang mờ đi bọn chúng đang bỏ đi không khí đang ấm dần lại Thu hết tàn lực còn sót lại trong người Harry ngóc đầu lên được vài phân Và thấy một con vật ở giữa phần sáng Đang phi như bay qua mặt hồ Mắt mờ đi vì mồ hôi Harry cố gắng nhìn kỹ xem Đó là con vật gì Con vật đó rạng rỡ như một con bạch kỳ mã Cố gắng giữ cho mình đừng ngất đi Harry dõi theo con vật phi nước kiệu Rồi ngừng võ câu Khi đến được bờ bên kia của hồ nước Trong một thoáng Harry nhìn thấy, trong ánh sáng rạng rỡ của con vật, có một người đang đón con vật quay về. Người đó giơ tay lên vỗ về con vật. Người đó trông quen một cách lạ lùng. Nhưng mà, người đó đâu có thể là. Harry không còn hiểu gì nữa, nó cũng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Nó cảm thấy hơi sức cuối cùng đã lìa bỏ nó và đầu nó đập xuống nền đất bất tỉnh.